Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi từ game Yu-Gi-Oh! Bao gồm Chaos tiếp. Thì đây là series hợp tác giữa mình và bạn Yu-Gi-Oh! Duelist ha. Bữa nay thì nó sẽ là tập cuối của cái phần này. Tại vì chúng ta chỉ còn hai ván bài là ván bài số 5 và ván bài số 6 nữa thôi. Thì có bạn nhắn tin cho mình nói là cái lá bài mà dung hợp giữa con Summon Cool và con Hồng Nhãn Long á, thì nó không phải là Red Demon là con khác. À thì cái đó mình biết, mình nghĩ chắc là bạn Yu-Gi-Oh! Duelist bạn ấy đặt tên vắn tắt thôi mà, hoặc là thấy nó hao hao nhau rồi đặt tên vậy luôn. Thì nó cũng chả sao cả, tại đây cũng như là tên của cái ván bài để mình để làm file, để mà lúc mà bạn ấy gửi cho mình nó dễ thôi, chứ đặt mấy cái tên nó dài quá nhiều khi nó cũng phiền. Rồi thì đó, nói chung là bữa nay mà các bạn thưởng thức hai giá còn lại ha. Nói chung đây là chơi theo fusion đó mà, chứ là bữa giờ chúng ta được thưởng thức vài pha diffusion khá là hay. Ồ, lần đầu tiên thấy bạn ấy cầm bài tôi nói nhiều đến 45 lá, đối phương 55 lá, vậy là chúng ta chỉ ít hơn 10 lá. Rồi lấy con Hồng Nhãn Long này cũng được, rồi bỏ cái mớ này xuống thì hơi tiếc nha. Lưu ý các bạn nữa là Summon Cool thì các bạn có thể gọi ra bằng con quỷ đường đen, nhưng mà Hồng Nhãn Long thì phải hơi chui đợi nó ra thôi, không cách nào gọi nó ra được cả. Tại nó công 2004 thủ 2000 các bạn. Rồi để xem tiếp nào. Rồi dở lá lên cũng được, có gì mình hồi sinh. Rồi giờ hồi sinh cái thôi là mình hút 2 lá liền. Coi này nó là bụi thế lớn. Ok, vô huyết hoa của con bạo luôn. Vô ma con ba trong trường hợp này không sao cả, ngon thôi. Thất bại nó vô. Mình dung, bắt đầu mình dung hợp bài, mình tránh bị dung hợp xong bị nó chơi các bạn. No, a fusion. Gọi được con này ra là ghê rồi. Con này nó tên là Skull Dragon nha các bạn, nó là Skull Dragon. Ôi trời, không loại con này đúng là mình mệt rồi đấy. Rồi để coi một phát ăn không. Ok. Hơi bị ấm đó nha. Man, that was close. Too close. Rồi, sau đó thì gì chúng ta cần làm chỉ cần ra diffusion thôi. Chúng ta tách hai con ra lại. Và chúng ta có thể về cơ bản là kéo sạch được máu của đối phương rồi đó. 2000. Man, that was close. Too close. Thậm chí là dư 100 luôn các bạn. Chiến thắng. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Thực chiến khá là chóng vánh nhưng mà khá là hấp dẫn. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục đến với ván cuối cùng nào. Rồi, sau lần này mình không biết khi nào là bạn Yu-Gi-Oh! Duelist bạn ấy sẽ gửi nữa nha. Nhưng mà mình vẫn mong là sẽ nhờ hợp tác với bạn ấy trong tương lai, cái series này được các bạn đón chờ rất khá là nhiều. Thành ra là mình rất vui khi mà được tiếp tục nó. Còn nếu mà bạn Yu-Gi-Oh! Duelist bạn ấy không rảnh thì thôi, thì có lẽ series này sẽ tạm ngưng vô thời hạn. Nhưng mà mình hứa là nó sẽ trở lại trong tương lai. Còn chuyện nào nó trở lại thì mình không biết các bạn nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đến với ván số 6 của là ván cuối cùng trong cái đợt video này. Như là có mỗi lần mình làm xong video một đợt video thì bạn ấy sẽ gửi nữa, còn cho bữa nay thì cho bạn ấy bận. Thì trong mấy video trước mình có nói là một tuần bạn ấy gửi cho mình hai ván thôi cũng được, tại cái series này là theo tuần đi, tức là một tuần thì chỉ có một tập thôi thì cũng được, nhưng mà không sao. Thậm chí là mình còn có nói luôn là bạn ấy có thể gửi thêm một tập nữa trong một ván nữa cho mình, để mình lồng tiếng rồi gửi lại up trên kênh của bạn ấy, nhưng là mà có qua có lại thôi các bạn. Chứ ví dụ bạn ấy chơi xong rồi bạn ấy cứ gửi cho mình up trên kênh, mình không thì nó cũng kỳ. Nhưng mà tuy rằng là khi mình chơi thì mình hay giới thiệu kênh của bạn ấy, nhưng mà xét cho cùng thì mình vẫn luôn là người được lợi hơn, cho nên mình cũng không muốn vậy các bạn. Mình muốn chơi thì nó phải công bằng. Cái bản mod này của bạn ấy cũng khá là hay, khi mà nó mod lại cái AI của đối phương. Thật ra thì nó cũng không quá quan trọng các bạn. Hai lần mà cùng một tình huống, nhưng mà tình huống lần này thì mình bất lợi hơn một chút. Tại bây giờ nếu mà diffusion ra thì nó lại không ra con Summon Cool các bạn, mà nó ra con này. Hai con này thì không đủ sức để kéo hết máu của đối phương các bạn. Rồi, ok. I activate my spell card. Change of heart. À, biết ngay là có chiêu này mà. Cái này là có đè hay không? Úp bà xuống là không đè, không có bài để đè các bạn.
Bên này không lo, tại bây giờ dùng ma phong 3 quăng ra phá là nó bay vô hết ngay. Ồ, có lá này hay rồi, khỏi rồi ma phong 3 nữa. Dùng luôn huyết hoa một phong bạo cho nó đã. Rồi, bắn một phát. À, con này con hồi sinh. Your attack triggered my effect. What? Can't be. Rồi, bắn luôn, rồi sao nó dở lên quý vị à. Your attack triggered my effect. Chơi luôn nghe nhiệt tình các bạn. Rồi, một lá, hai lá, ba lá. Nó thì không mất lá nào rồi, bốn lá chết một mình lỗ. Năm lá. Rồi, ok, cuối cùng ra được một lá. Rồi, hết kệ. Sao? Cái bình này nó đáng sợ chính chỗ này mà. Là mình xui hả, mình mất hai lá không nói, mình quăng hai lá rồi quái vô. Ở đây, chả mình chả bị gì, mình cũng không sợ. Rồi, cái lá mà thắt ma kiếm mình nó trở lại thôi. Ây da. Dở lên. Bắn. Oh, biết ngay là có chiêu mà. Gián này không dễ ăn như gián kia đâu. Oh, chiêu này hay đấy. Oh, năm lá bài của tôi. Oh, chơi dung hợp sợ nhất cái lá này các bạn. Nó mà kéo hết mấy cái lá mà mình cần dùng cái dung hợp đi, coi như bộ bài mình đuối luôn á. Nhưng phế nội công các bạn. Nhưng mà nó cũng đuối rồi. Vấn đề là mình không hạ được nó trong một lượt. Rồi, giờ rút bài lên. Cái thế này thì lại không hay rồi. Nó có cái lá hồi máu cũng khá là hay. Cái lá đó thì nó có nhiều điểm dạy. Mình nghĩ các bạn bắn nó vừa rồi bưng cái thương, nó sẽ biến cái thương đó thành cái máu rồi. Từ hôm này nó khá là ngon đấy. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. Cấp bài số mà cái thứ tỏ ra nguy hiểm các bạn. Người ta biết cái lá bài đó là lá bài quan trọng. I end my turn. Bản qua bản legacy là nó úp không biết đó là cái gì luôn. Gì đây? À qua một quy. Rồi vấn đề là mình có lá này ở đây, mình thí nửa máu mình trả sao, mình hủy lá bài này của nó bắn phá là ăn rồi, tại nó còn 1,300 sát thương mình là 1,400. Rồi xong, để như ông bạn này xui rồi. Ok, giá này nhập nhằn hơn tí nhưng mà cuối cùng là cũng thắng các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thì bạn nào muốn có bản mod này thì các bạn có thể liên hệ đến với bạn Yu-Gi-Oh! Turulist nha. Tại còn tại mình thì không sở hữu cái bản mod này. Mình chỉ là người lập tiếng cho video thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.